Hôm nay tôi chia sẻ các bạn chủ đề những câu nói nổi tiếng trên thế giới. Một số câu nói và một số nổi câu nói nổi tiếng trên thế giới các bạn. Câu nói nổi đầu tiên của Albert Einstein á, người yếu đuối trả thù, người mạnh mẽ tha thứ, người thông minh bỏ qua. Đó các bạn. Thì trong phim Tàu, phim Hồng Kông, thỉnh thoảng các bạn có nghe một cái câu nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Có nghĩa là khuyên á, cái người bị hại đó đừng có dâng trào cảm xúc, đừng có manh động, đừng có nóng nảy cái lúc mà bị chơi xấu, lúc mà bị ức hiếp, nghĩa là cứ kiên nhẫn từ từ rồi 10 năm sau sẽ trả thù. Đó là cái câu nói trong cái phim đó. Nhưng mà Einstein đều khuyên người yếu đuối trả thù, người mạnh mẽ tha thứ, người thông minh bỏ qua. Đó bạn, đó là cái nhận định của anh Einstein là hay. Rồi ông nói câu nói kế tiếp: tôi biết rất biết ơn những người đã nói không với tôi, nhờ vậy mà tôi biết cách tự mình giải quyết sự việc. Đúng không? Ở trong cuộc sống nhiều khi bạn khó khăn về tiền bạc, khó khăn về nguồn nhân lực, khó khăn nhiều thứ, hoặc là vướng phải những vấn đề mà bạn nhờ khác người khác giúp đỡ, mà cuối cùng những người mà bạn tin tưởng họ sẽ giúp, nhưng cuối cùng họ từ chối. Nếu bạn không bản lĩnh, bạn dễ bị sốc. Hãy nhớ bạn. Thì anh sẽ nói là tôi rất cảm ơn những người nói không với tôi, nhờ vậy mà tôi giỏi hơn, tôi tự mình giải quyết sự việc. Câu nói kế tiếp: có hai cách để sống một cuộc đời. Một là như thể không có điều gì kỳ diệu nào ra cả, không có điều kỳ diệu nào cả. Hai là như thể mọi thứ đều là điều cài kỳ diệu. Ở đó các bạn, thì có hai cách sống. Nếu bạn nỗ lực, bạn quyết tâm thì điều kỳ diệu nó sẽ có nhiều. Còn bạn không nỗ lực, bạn không quyết tâm, bạn không có mục tiêu cuộc đời thì điều kỳ diệu gần như không có. Đó là Albert Einstein đấy các bạn. Câu nói thứ hai của Shakespeare: đừng bao giờ đùa giỡn cảm xúc người khác, bởi vì bạn có thể giành chiến thắng nhưng hậu quả là bạn chắc chắn sẽ mất đi người đó trong suốt cuộc đời của bạn. Bởi vì bạn đùa giỡn cảm xúc người khác mà lúc mà người khác đang đau buồn đó, bạn mà đùa giỡn thì có thể là cái người bạn bạn sẽ bỏ đi. Và nhớ coi chừng là hận thù, chứ coi chừng là quay lại đợi người đó trả thù bạn đấy. Trong xã hội rất nhiều trường hợp này xảy ra các bạn. Cái bạn A là luôn giúp đỡ quan tâm cái bạn B, bạn B trông thấy yếu, nhưng một lần nữa bạn B đang vướng cái chuyện gì nó buồn rầu thì bạn A lại đùa giỡn. Bạn B chẳng những không nhớ cái ân ân tình xưa mà thù hận bạn A, và đôi khi là manh động và dùng bạo lực với cái bạn A, cái người ân của mình. Cuộc sống là lại thế, nên bạn hãy nhớ đừng bao giờ đùa giỡn cảm xúc với người khác. Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn, điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó. Các bạn lưu ý là Shakespeare nói thế. Một người mà thường xuyên tươi cười mà không thấy họ buồn, không phải là họ không có buồn đâu, nhưng mà họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó. Đó là bậc thầy đó các bạn. Đó là Shakespeare, ý cái Shakespeare đã nói không như thế. Câu nói kế tiếp: đồng tiền luôn phát ra âm thanh, nhưng tờ tiền thì luôn im lặng. Vì vậy giá trị của bạn tăng lên thì hãy luôn giữ im lặng. Đó, Shakespeare đã khuyên như thế các bạn. Thì các bạn thấy rồi, đồng tiền mà có âm thanh vang lên là thường là những tiền bạc cắt, những tiền đồng, tiền xu thì rất đứt, là nó kêu rất là to, nhưng mà tiền giấy thì không bao giờ. Nhưng mà tiền giấy thì giá trị lớn hơn, các bạn lưu ý rồi. Về những câu nói của Napoleon á: thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của người tốt các bạn. Thì tôi có xem một bộ phim ở Mỹ. Một cô gái giữa khuya, lúc 12 giờ khuya đó, ở bên đường la cầu cứu, bị bọn ác nó hãm hại. Nhưng mà người bên đây đường nó cứ nhìn qua thì không ai qua can thiệp cả, không ai gọi điện thoại cảnh sát cả. Cuối cùng những bị hại đã hại chết cô gái đó bạn. Thì đó là Napoleon nói đúng mà. Thế giới này phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt. Sự im lặng của người tốt đó là tội lỗi đó. Napoleon đã nói như thế. Câu nói của Lincoln, tổng thống Mỹ: nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn thì bạn chính là người mạnh mẽ trên thế giới. Học thầy không thầy học bạn, giàu gì bạn sang gì vợ. Các bạn hãy nhớ cái tình bạn của Lincoln đã nói. William Arthur: cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu bạn có thể bỏ lỡ nó. Cái điều này đương nhiên mà, cơ hội mà bạn mà để quá lâu thì nó sẽ mất đi.
Và câu nói của chùm phát xít Hitler đã nói gì các bạn? Khi bạn ở ngoài sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn. Nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa. Có nghĩa là gì các bạn? Khi cuộc đời bạn thành công, khi cuộc đời bạn phát triển thì mọi người ngưỡng mộ. Nhưng một khi bạn suy sụp, bạn không còn gì đó, thì người khác sẽ quên bạn. Đây là quy luật đương nhiên của cuộc sống rồi. Thành ra bạn nào, tôi cũng dạy sinh viên rất nhiều. Nếu bởi vì thương trường là chiến trường thì đàng hoàng, minh bạch có, nhưng mà cái màu xám nó rất nhiều. Thành ra các bạn gặp các bạn đừng có khóc, mà khóc thì cũng đừng buồn, khóc thì cứ khóc lắng tiếng, dây phòng đóng cửa lại các bạn. Câu kế tiếp của Mahatma Gandhi: hãy là thay đổi mà bạn muốn thấy trong thế giới. Có nghĩa là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Bạn muốn thay đổi thế giới thì bản thân mình phải thay đổi trước. Bạn lưu ý điều này mà. Hạnh phúc không phải là điểm đến, nó là cách ta đi trên con đường ra Wando Emerson. Đúng không? Nghĩa là hạnh phúc không phải là điểm đến, mà chúng ta phải tận hưởng hạnh phúc ngay từ giờ, ngay giờ này, ngay giờ phút này, ở đây. Đó bạn, là khuyên của những người thành công, những chuyên gia là khuyên thế. Hạnh phúc là trong hiện tại chứ không phải là nhắm đến tương lai. Tương lai là cái chuyện nó sẽ đến, nhưng mà bạn chỉ tập trung tương lai thì bạn không bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong hiện tại. Mà lời khuyên những chuyên gia là phải biết hạnh phúc trong hiện tại. Câu này của Swindon nói các bạn: cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn, và 90% là cách bạn phản ứng với nó. Nói các bạn, cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn, nhưng mà cái điều đó chưa quyết định. Quyết định là bạn phản ứng như thế nào, quyết định là bạn xử lý nó ra làm sao, có tốt hay không, có để lại hậu quả hay không. Và câu nói kế tiếp: bạn không thể thay đổi hướng gió, nhưng bạn có thể điều chỉnh cánh buồm để luôn đạt được mục tiêu của mình. Jim Dean. Đó các bạn. Thì ý nói là trong cuộc đời đó bạn, trong cuộc đời đó, chúng ta gặp nhiều cái tình cảnh éo le, tình cảnh khó khăn, những sự cố. Thay vì đó, bạn khóc lóc, bạn than thở, bạn tìm cách để đối phó, nhất là những người bị hại, bạn tìm cách để hại lại hoặc làm bằng những cử chỉ gì đó, thì các bạn hãy lưu ý, các bạn hãy điều chỉnh cánh buồm, hay gọi là điều chỉnh bản thân của chúng ta. Hãy biết tha thứ. Giống như câu chuyện con quạ và con cò. Giống như con quạ và con chim hoàng oanh. Một hôm con quạ rầu buồn đến gặp con chim hoàng oanh. Con hoàng oanh này hót rất hay, mọi người rất thích. Và nói rằng mẹ tôi hãy bỏ đi xứ này, tôi không ở lại đây nữa. Thì con chim quanh hỏi tại sao anh bỏ đi, anh đang ở gần với tôi rất vui mà tại sao anh đi. Nói giờ mọi người ở đây không thích cái tiếng kêu của tôi nữa, tôi phải bỏ đi nơi khác. Thì chim quanh nói anh quả à, anh phải thay đổi chính bản thân anh thì anh đi đâu là mới ổn. Còn bản thân anh mà anh không thay đổi thì cho dù anh đi đâu cũng vậy, thì anh cũng bị người ta xua đuổi xa lánh mà thôi. Hãy thay đổi chính bản thân mình. Đó mà. Thì câu này là Jimmy Dean nó nói, ý nói như thế. Câu thứ kế tiếp: hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Cái của Lão Tử các bạn. Ý nói về kiên nhẫn, cái kiên trì. Thành công là nó phải có thời gian. Thành công là nó phải không, nó không thể kết thúc một số một chiều nhanh được. Mà nó bắt đầu từ những viên gạch như nhỏ nhất, bắt đầu những bước chân đầu tiên. Bạn muốn đi Hà Nội thì bắt buộc bạn phải đứng dậy, bạn đi từng bước, thì mỗi một bước bạn đi là cái khoảng cách Hà Nội nó sẽ rút ngắn lại một bước. Hãy lưu ý điều này. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Nói chúng ta phải kiên nhẫn các bạn, chúng ta phải đi rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.